À, thầy Trung hôm nay sẽ chia sẻ cái bài nói chuyện tiếp theo, nói về cái tuổi tuổi dần á, họa phúc người tuổi dần. À, tuổi dần người cầm tinh con dê á, thì con dê thì đối với cái tuổi dần này á, thì họa phúc của người tuổi này thì theo cái năm sinh ha. À, coi mình coi cái năm nào á, tốt xấu. Ví dụ như mình tuổi dần thì năm gặp đi tới năm Tý thì gặp sao. Tuổi dần mà đi tới năm năm Sửu á, thì đi tới tất cả gọi là 12 địa chi ha. À, thì Trung sẽ nói sơ lược ha. Giống như gọi là vận hạn, gọi là 12 năm ha. Ừ, 12 năm. Gọi là năm này thì nó không biết gọi là cái năm gì can, nhưng mà nói coi về hàng chi ha. Coi về cái năm, ví dụ giống như năm tuổi mình vậy đó ha. Thì cái người tuổi 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 Mùi mà gặp năm Tý ha. Ừ, thí dụ như mình tuổi con dê, nhưng mà mình năm gặp con năm con chuột ha, dê với chuột, thì năm đó thì những người mình làm ăn thì kinh doanh á, thì có lợi, có cơ hội may mắn. Thì thường mà tuổi tuổi Mùi ha, tuổi Mùi thì nó là hợi mão Mùi, nó thuộc về tam hợp mộc. Còn mà thân Tý Thìn là nó tam hợp thủy, bởi thủy là dưỡng mộc, tất nhiên là năm đó gọi là chuột là làm lợi cho dê ha. Ừ, chuột làm lợi, tam hợp nó làm lợi cho mình, nó sinh là gọi là nó sinh nhập ha, là tốt. Còn mà thí dụ như năm tuổi Sửu, tuổi tuổi Dần mà sanh gặp cái năm Sửu thì sao? À, tuổi Mùi mà gặp năm Sửu thì dễ dễ bị tai tiếng ha, dễ bị tai tiếng, không thuận lợi vấn đề về kinh doanh. Thì thường mà Sửu Mùi á, nó thành tức Sửu Mùi, Sửu Mùi thì nó tương xung, cái năm xung mình nó cũng rất là xấu. Thì hãy mà những cái người mà năm năm Mùi mà tới năm Sửu thì mình làm ăn thì mình nó phải phải cẩn thận ha, cẩn thận. Và thứ hai nữa, mình dễ bị thị phi, mang tai tiếng ha. Ví dụ như chuyện của ai tự nhiên mình xía vô mình cũng tai bay vạ gió, cái chuyện gì ai đang nói mình nghe, rồi người ta cũng kêu mình ra đối chấp, đối chấp mình mang họa vô tự nhiên vậy đó. Có những người bình thường mang phơi phới vậy đó, đi đâu này nó ở xui đó, đi gặp ai thì vận hạn này bị ở, ở tù nữa, thì bị ở tù, tù quan, tù quan. Còn năm mà năm Mùi mà gặp mà năm Dần thì nhiều khó khăn, ít được như ý. Ít được như ý. Tuổi Mùi mà gặp năm Mão, hợi mão Mùi, thì đương nhiên cái tam hợp thì gọi là mưu sự thì như ý, tiền tài thì hạnh thông. À, thì những cái năm nào thì mà tuổi Mùi mà gặp năm Mão thì tốt. Ví dụ như năm nay là tuổi Mùi nè, mà gặp năm 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 Dần nè, nhiều khó khăn, ít được như ý là năm nay á. Thì ai là tuổi Mùi? Tuổi Mùi thì nó gồm có cái gì? Ất Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Quý Mùi và Tân Mùi, đó là năm cái mùi đó. Mà năm nay chỉ nhâm, đó thì đương nhiên thì những cái người mà vào chữ chữ dùm tuổi Mùi ha, thì nó xấu, nó xấu. Còn tuổi Mùi mà gặp năm năm Thìn, năm Thìn thì dễ đi xa, hay gặp tai nạn, hay gặp tai nạn gọi là bất ngờ, nhưng mà được cứu, cũng được cứu, thì gặp cũng được là quý nhân, đó là như như vậy. Thì còn tuổi Mùi mà gặp năm năm Tỵ thì sao? Năm Tỵ đi xa, mọi việc thì như ý, thêm thêm quyền và thêm bạn, kinh doanh thì thuận lợi. Đó thì đối với cái tuổi mà tuổi Mùi ha, đó mà mình đi những cái năm mà trong khi địa chi tới 12 năm, thì có những cái năm tốt và năm xấu. Còn cái tuổi tuổi Mùi mà gặp năm Ngọ thì đẹp nha. Ngọ Ngọ Mùi dị hợp, Ngọ Mùi dị hợp thì cơ hội thăng tiến ha, mưu sự tất thành, cũng như mình tính việc gì á thì nó cũng y bon ha. À, mình nghĩ sao mình làm vậy thì được, nó không có trở ngại. Có những người mình mưu sự thì tại nhân, nhưng mà thành sự thì tại thiên. À, thì chưa chắc. Có những người làm ăn rủ rê, làm ăn này chắc ăn lắm á, nghĩ đâu đó ra, nhưng mà bắt tay vào việc á, khi mà khuếch đại thì nó gặp nhiều nhiều cái thất bại và cái trở ngại nó. Rồi cái năm Mùi mà gặp năm Mùi là con dê, năm vô năm dê là gọi là đáo thái tế ha. Đáo thái tế thì ví dụ như nhỏ là 25, lớn thì 37, 49, 53,
61 thì những cái hạng đó, nhưng mà 61 thì thấy nó cũng cái hạng đó vậy, chứ mà hạng đáo thái tế lục chút qua mà nó nhẹ hơn hạng gọi là 3749 ha, hoặc là 53, thì ba ba cái hạng nó cũng cực kỳ gọi là ghê gớm ha. Chúng ta phải tạo nhiều phước đức duyên lành ha. Những cái năm đó thì chúng ta cũng đừng có nên gọi là mạo hiểm ha, là cái gì ha, để cho nó qua được cái nạn ha, qua nạn giống như qua một cái nấc thang đó, mình bước qua cái nấc thang khác vậy đó. Thì cái năm mùi, gặp năm mùi á, có cơ hội thì nó cũng thuận lợi, nhưng mà cần suy xét kỹ, khỏi phạm sai lầm. Hay sai lầm là thôi ha, cũng khó mà làm lại từ đầu, thà không đừng làm ha. Phải làm thì phải tư vấn cho nó kỹ ha. Cái việc gì không biết thì đừng bao giờ làm, cái này là kinh nghiệm của thầy Trung ha. Và đó, với lại thứ hai nữa là nhiều người cũng truyền lại ha. Và thứ hai nữa, chúng ta khi mà làm ăn lớn á, thì thôi chúng ta mình làm nhỏ làm nhỏ ha. Khi mà hùn hạp kinh doanh á, làm chung á, thì nó cũng rất là khó lòng ha. Rất là khó lòng. Thí dụ một công ty lớn á, thì người ta hùn hạp vốn vô thì cũng sao, còn đối với mà gia đình này á, với gia đình khác ha, là anh em trong nhà hay này nọ hùn hạp với nhau làm ăn thì cũng không nên á, cũng dễ bích lòng ha, là không nên. Còn cái năm mùi mà gặp cái năm thân à, năm mùi gặp thân vạn sự thì nó hạnh thông vui được có nhiều cái tin vui á, thì đó những cái hạn đó, thí dụ như tuổi trẻ thì hạn tin vui, thứ nhất là hỷ sự á, cưới sinh á, sanh con đẻ cái à, những cái năm đó là rất là tốt ha, rất là tốt. Còn đối với tuổi mùi á, mà gặp năm dậu á, thì nó cũng bình thường à, thì đó năm bình thường. Mùi nó thì thuộc về thổ mà, còn dậu thì thuộc kim, thì thổ sinh kim à, thì cũng được bình thường. Còn tuổi mùi mà sinh năm tức à, kinh doanh bất lợi, đại hao tài, có thể bị trộm cướp. Vậy là tối cái năm mà con dê mà gặp chó thì rất là nguy hiểm mà. Bởi thường thường như chó với dê thì lúc nào dê mà gặp chó thì cũng dễ bị thương tích. Đó là cái năm kỵ ha. Nhớ ha, mình mà tuổi 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 mùi mà năm tức thì cũng phải cẩn thận ha, tránh làm ăn lớn. À, tuổi mùi mà gặp năm hợi à, mùi với hợi, hợi mão mùi thì mà con năm 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 mùi mà năm hợi năm mão thì nó được, mà đã thí dụ như mùi mà gặp cái năm hợi thì dễ mất chức, đổi chức ở lao đao, thay đổi việc làm. Đó là cái những gọi là cái năm hợi. Thì thầy Trung cũng nói về cái tuổi mùi là nó là đối với cái vận hạn của 12 năm ha, 12 năm là như vậy. Đối với cái năm sinh, mình sinh năm mùi rồi theo cái vận hạn từng năm của mình đi qua. Tuổi mùi à, tuổi mùi là đứng ngọ là 12 giờ trưa, tuổi mùi là bắt đầu là tuổi xế chiều. Thì đứng nói về những cái tuổi mùi thì đương nhiên thì họ có tính chất gọi là hơi chậm chạp một chút ha, già dặn, nó hơi qua tính tuổi gọi là cái qua cái tuổi gọi là trung niên ha, qua tuổi trung niên. Thì đương nhiên những cái tuổi mùi thì ta làm việc gì á, thì người ta cũng từ từ chậm chậm ha, khi làm cái việc gì đừng có hối thúc quá. Thì cái tuổi mùi này giống như là ông già ha, giống như là ông già làm việc gì cũng phải chậm chậm ha, từ tốn. Khi mình làm việc với mình cái tuổi mùi mà mình hối thúc mà quyết định lẹ quá thì tuổi mùi nó không không hợp ha, thì không hợp. Tại vì tuổi mùi là sao sao thiên dịch ha. Thiên dịch thì tuổi mùi này phải cần phải thay đổi ha, chỗ này mình không tốt thì mình phải thay đổi chỗ khác ha. Chứ mình gọi ta nói là cùng thì tất biến ha, mà tuổi mùi này mà cùng cơ mà mình không tất biến, mình có một chỗ hoài thì dễ bị gọi là vào con đường bế tắc ha. Rồi thì Trung cũng nói cái tuổi mùi là quả phúc của người tuổi mùi theo cái năm sinh ha, à, năm sinh như là mình nó là tuổi mùi những cái năm mà hạn tới thì nó như thế nào, thì Trung cũng chia sẻ rồi. Thì Trung sẽ hẹn bài nói sau gọi là tiếp ha, à, từ tuổi thân tuổi dậu nói hết tất cả là 12 con giáp. Thì Trung xin chào và hẹn gặp lại.